được mảnh trên người thì hãy vẽ trên tay mình để học. Nhìn nhé lên đây nhé, chúng ta sẽ vẽ trên tay của mình. Vẽ một đường thật là thẳng, thật là nét trên cái ngay tay của mình. Đó, chúng ta hãy học vẽ cái đường thật thẳng, thật mảnh trên tay của mình. Nếu như mà chưa kiến thức đó thì chúng ta học vẽ trên tay. Để làm gì ạ? Chúng ta thứ nhất là chúng ta cảm nhận cái lực mà chúng ta vẽ lên trên người. Và cái đường vẽ của chúng ta là phải đường thật là mảnh. Đường thật là mảnh nhá. Và chúng ta học vẽ trên tay của mình cái thời gian. Học vẽ trên tay cái đường mảnh nhá, vẽ trên tay đi. Chúng ta sẽ có đen cái phần giữa của cái chỉ. Bản mẫu này da hơi mỏng và hay ửng đỏ. Trường hợp này là một trường hợp khó bám màu. Chọn mẫu, chọn một ca như thế này để dễ mọi người. Rồi, chúng ta sẽ căng giữa mũi nhân giữa nhân trung nhá. Để chúng ta lấy tâm. Chúng ta lấy một điểm tâm. Đánh dấu hai cái đầu thước này. Quay vào xong rồi chúng ta thực hành. Đầu lông mày khoảng cách từ tâm ra đầu lông mày là 1.2 đến 1.3 là điểm đẹp nhá. Thì thông thường mình hay làm là 1.2 từ vạch trắng nhá. Mọi người lưu ý trên cái thước này, đúng rồi, dư mà cho chị là tính từ vạch trắng này chứ không phải tính từ cái đầu này nhá, không phải tính từ cái đầu này mà phải tính từ vạch trắng nhá. Thì vạch trắng sẽ chỉ vào 1.2 đó, mọi người nhìn này, sẽ chỉ vào 1 này và 1.2. ok rồi, chúng ta đã tìm được đầu lông mày rồi, bắt đầu chúng ta tìm đến đỉnh lông mày. Đỉnh lông mày thì chúng ta sẽ lấy từ đầu lông mày đến đỉnh lông mày chiều dài là 3,3 đến 3,5 cm. 3,3 đến 3,5 cm. Với những người có gương mặt nhỏ thì sẽ là 3,3, những người gương mặt to là 3,5, còn trung bình nhất mình hay làm đó là 3,4. Mọi người nhìn thấy nó vào 3.3 đúng không? Chúng ta đánh dấu thật kỹ vào cái thước dưới của mình nhỉ. Với gương mặt này thì mình cho nhỏ vào một tí nữa nhé. Cho bạn ấy 3.2 thôi. Bạn này mặt nhỏ lắm. Cái vùng thái dương của bạn nhỏ lắm. Khi mà chúng ta đặt một cái điểm mà chúng ta thấy này, nó rời hơi xa quá so với cái đỉnh thật của bạn ấy. Cho nên mình muốn làm tự nhiên mình không nên rời xa quá hoặc như thế. Thì chúng ta thấy 3.2. Nên chúng ta cho rời vào một chút thôi. Đó là chúng ta đã có 3 điểm đầu, đỉnh và đuôi. Đây là chúng ta tìm chiều dài và bắt đầu chúng ta tìm chiều cao. Khi mà đây là mình làm từ từ để cho các bạn quay ấy. Về nhà các bạn quay tay và thao tác sẽ rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta tìm chiều cao như sau, mọi người lưu ý này. Với khách hàng có những nhiều người mà cái đầu nó có một đầu cao, một đầu thấp thì chúng ta sẽ nhìn ra, chúng ta nắm cho bọc, chúng ta nên lấy đầu cao hay đầu thấp của người ta, cái đầu lông mày nào đẹp nhá. Chúng ta lướt từ trên này xuống này và điểm dừng lại của cái đầu lông mày phần nhiều nhất của cái đầu lông mày của người ta. Phải ôm vào cái lông mày thật của người ta nhá, đừng có muốn tạo một đường nào. Chúng ta sẽ có một cái đường đầu lông mày. Lưu ý nếu mà chỉ bị lăn thì chúng ta phải căng lại nhá. Chỉ các bạn đang mà nhìn cái đường của mình nó chưa được thẳng ấy, chúng ta phải chỉnh lại.
tí, chỉ nó dễ bị lõm xuống. Tiếp theo này, khoảng cách giữa hai đầu lông này là 0,8, tức là đầu này xuống đầu dưới là 0,8 này. Mọi người dùng thước đo 0,8 nhá. Chúng ta để thước vào 0,8 chưa đến 1 và chúng ta sẽ đặt thước vào. Nhớ đặt thước vào. 0,8. Đầu lông mày là 0,8. Tiếp theo này, cách tìm đỉnh lông mày, cái này là cái phần quan trọng nhất này. Đỉnh của lông mày này, nếu như mà mọi người định vẽ dáng ngang bằng thì cái đỉnh lông mày của các bạn sẽ căng thẳng từ cái đầu trên của lông mày. Nếu như mà định vẽ dáng ngang bằng thì cái đỉnh nó sẽ nằm trên này, tức là cái dáng nó bằng bằng luôn. Nhưng mà bây giờ thì không ai làm dáng ngang bằng nữa. Thường cái dáng ngang bằng này dành cho những bạn mà mặt rất là dài nhá. Với những bạn mà mặt ngắn ngắn như thế này, chúng ta cho cái dáng nó hơi mềm một tí để cho mặt bạn ấy nó sẽ dài ra hơn. Thì các bạn sẽ lấy khoảng cách từ cái điểm đầu tiên này này, từ cái điểm đầu lông mày này đi lên trên này khoảng nhá. Với bạn này thì chúng ta sẽ cho khoảng với dáng, tức là các bạn đi từ cái điểm đầu lông mày lên càng cao thì cái dáng nó sẽ càng cong. Ví dụ như các bạn muốn nó cong ít thì các bạn sẽ lấy từ đầu lông mày lên đây khoảng 2 mm. Thế này, khoảng cách từ đây lên đây khoảng 2 mm nó sẽ ra là hàng thái là hơi cong nhẹ và ngang nhẹ này. Hơi cong nhẹ và ngang nhẹ này. Đó. Còn nếu mà muốn nó cong lên hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ lên khoảng tầm 3-4 mm. Đây, khoảng cách từ đầu lông mày bên trên này với trên đây khoảng nhá, chúng ta sẽ cho khoảng tầm 3-4 mm này. Các bạn căng thẳng sang nhá. Cái lông mày của bạn này hơi lệch một bên cao và một bên thấp. Mày thật đấy, chúng ta sẽ thăng sang. Đây là cái hạn không có cái đỉnh được. Cái đỉnh lông mày của bạn này, các bạn nhìn này, một bên trên này, một bên này nó cao hơn. Các bạn phải đứng thẳng vuông góc với bên mặt, với mặt khách nữa để chúng ta tăng như tăng chỉ để cho nó cân. Rồi khi chúng ta tăng được đỉnh lông mày rồi, bắt đầu chúng ta đến căng đuôi. Phần đuôi lông mày thì các bạn nếu mà đuôi lông mày phong thủy là các bạn sẽ cho mình một dấu ích ở phần đầu lông mày. Đó, một cái chữ X ở đầu lông mày. Thì cái đuôi phong thủy là cái đuôi nằm đúng một cái đường chữ X đấy. Căng sang song song với đường đỉnh là song song với đường này này. Nó sẽ tạo thành một hình chữ nhật nhá. Còn nếu mà các bạn trượt xuống như này là không được này. Nó sẽ tạo thành một hình chữ nhật với đường trên này này. Nó ôm vào hướng tạo thành một cái hình chữ nhật so với cả cái đường bên trên. Chúng ta căng sang nó sẽ tạo một cái đường hình chữ nhật với cái đường này nhé. Đó, cái đường dưới này nó sẽ tạo thành một hình chữ nhật. Bên này tương tự với cái đuôi đấy. Là chúng ta đã có 3 điểm đầu đỉnh, đuôi và độ cao. Kiểm tra lại một lần nữa thì chúng ta sẽ dùng thước. Chúng ta sẽ dùng thước. Nhắm mắt cho chị. Các bạn sẽ đo từ đỉnh xuống khóe mắt. Từ đỉnh xuống khóe mắt của khách hàng. Chúng ta sẽ lấy từ khóe mắt lên đến đỉnh. Đó, và từ khóe mắt lên đến đỉnh như này. Đó, để xem nó cân hay chưa. Tiếp theo chúng ta lấy đo thước từ khóe mắt lên đến đuôi, cái điểm X mà mình vừa đánh dấu đấy. Từ khóe mắt lên đến đuôi. Và tiếp theo từ khóe mắt lên đến đuôi này. Xem nó cân hay chưa nhá. Rồi khi chúng ta đã thấy góc điểm của chúng ta ok, bắt đầu chúng ta sẽ thấy độ to của đỉnh lông mày. Độ to của đỉnh lông mày thông thường nó sẽ khoảng 0,6 đến 0,7. Khách hàng thích dáng nhỏ thì chúng ta để 0,6, thì dáng to chúng ta sẽ để 0,7. Chúng ta đặt vào đỉnh và chúng ta sẽ lấy độ to từ dưới. Đó, khi mà mình có điểm bắt đầu chúng ta sẽ căng để tạo thành đường nét dáng lông mày nhé. Sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn thế nào là lông mày phong thủy. Các bạn cứ lấy số đo như vậy để xem chúng ta sẽ giải thích. Ra đến chúng ta có cái chỉ màu đen, chúng ta bỏ cái chỉ thì mình sẽ nét lên. Rồi chúng ta sẽ đặt chỉ vào cái điểm đầu lông mày và điểm đỉnh.
Bên này tương tự đặt vào đầu. Đặt vào đỉnh. Và chúng ta có đường trên. Và chúng ta đã có đường này trên. Và chúng ta sẽ tôn theo đường. Thực ra đến giai đoạn này là mình hay cho khách nằm. Để chúng ta tôn. Chúng ta vẽ được dáng ra thì bắt đầu là chúng ta sẽ tém cho nó họ nhé, tại vì nó hơi nhiều. Mọi người không quen dùng cái dao pen thì mọi người có thể dùng cái dao cán nhạy. Đây là cách mà có thể tỷ lệ sẽ vẽ, mọi người sẽ vẽ theo. Còn thực ra là khi mọi người vẽ quen rồi, mọi người có thể vẽ bong bóng được. Vẽ bong tức là chúng ta không được tăng chỉ, chúng ta nhìn mắt mình và chúng ta vẽ. Quay gần lên ta nhìn trên màn hình thấy cái dáng nó đúng không? Lông mày phong thủy mọi người nhìn đến đây nhé. Lông mày phong thủy là lông mày đây, khi mà chúng ta đặt vào cái thước vào cái đuôi lông mày nó sẽ hướng vào cái phần rãnh tai này đó, nó vào cái hướng rãnh này thì mình hay nói đó là đưa tiền vào két này đó. Trên tai có duy nhất một cái điểm này là đi vào thôi, cho nên cái đuôi đẹp là cái đuôi mà đúng cái điểm thước của chúng ta đi vào. Đó, chúng ta kéo sang là đi. Còn nếu mà cái đuôi của các bạn đi ra ngoài cái lỗ đi vào tai này, ví dụ như là nó sẽ thấp hơn này thì cái đuôi người ta sẽ bị cụp. Nếu mà nó cao hơn cái lỗ đấy thì nó sẽ bị bách. Cho nên điểm đẹp nhất của cái đuôi mà các bạn vẽ xong các bạn hướng cho tôi đó là cái điểm đuôi để bay đúng vào cái lỗ đấy. Nó gọi là đưa tiền vào trong két ấy. Thì chúng ta hướng đó là phải phong thủy nhá. Là cái điểm đuôi của chúng ta phải bay đúng vào rãnh tai nhá. Phải bay đúng vào rãnh tai này. Điểm đuôi của mình phải bay đúng vào cái rãnh tai, đúng vào cái đường rãnh này. Mọi người nhìn tai nhau đi xem ai không có cái lỗ nào. Mấy anh con trai mà làm lông mày này tiền đầy két đấy nhá. Khi mà mọi người tém, mọi người thì chúng ta sẽ tém rộng phía dưới này nào. Nó làm cho cái bầu mắt của khách làm sáng lên ấy, thì chúng ta sẽ đẹp. Cái đuôi mọi người lưu ý, cái đuôi đánh dấu ở đấy nó ở đây này, cái đuôi nó ở đây, thế nhưng mà mình đã chút dài ra thêm khoảng một phẩy hơn một mm nữa để tạo cái đuôi nhọn ở ngoài này này.
Thế lát mọi người đi cung mọi người cũng phải chuốt cái đuôi nhỏ ra rồi đấy, chúng ta có học và cũng phải lấy rồi đấy. Chúng ta chỉ cần vẽ cung thôi, không phải tán trong lòng luôn đấy. Lông mày không chỉ là lông mày có đỉnh rõ ràng, tức là phải có đỉnh trong lúc vẽ một cái lông mày mà nó trượt rộng, nó không có đỉnh. Bạn này sẽ sử dụng màu nâu đậm nhưng mà đánh nhạt hay các món vàng này màu chín thuốc nâu đậm thì đánh nhạt nhạt thôi, tại vì da này chắc không dễ bán đâu, không dễ bán nhưng mình đánh nâu đậm. Thank you.
cái điểm đỏ này sẽ đặt vào đúng tâm này. Cái điểm đỏ này chúng ta sẽ co vào đúng tâm như này, nhớ thấy chưa? Điểm đỏ chúng ta sẽ co vào đúng tâm này. Hai cái đường này này, hai cái đường này, đường đen đen này chúng ta sẽ đưa nó về đỉnh này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, đỏ vào tâm này, hai cái điểm đen này sẽ vào đỉnh này. Tiếp theo cái đường trắng này chúng ta sẽ là lên đuôi này. Đó, mọi người thấy chưa? Hai cái đường trắng chúng ta lên đuôi. Đó. Mọi người nhìn thấy chưa? Ai cũng có đang làm cái cách này không? Để chúng ta căn cho nó sao mà nó thật chuẩn nhá. Nhìn thấy chưa? Đấy. Như này xong rồi chúng ta lưng lại. Chúng ta lưng lại. Đó. Và chúng ta đã có ảnh để quảng cáo. Mọi người hiểu không? Khi mà chúng ta làm chụp là làm như này, vẽ này, chụp trước khi làm này, chụp trước khi làm này, và sau khi chúng ta vẽ xong, chúng ta căng, chúng ta đăng một cái hình ảnh, chúng ta bảo rằng là chúng ta căng điều chỉnh bằng phần mềm đó, và chúng ta có một cái ảnh sau khi chúng ta vẽ xong và chúng ta căn chỉnh được cân, để cho chúng ta thấy được là cái độ cân của nó tuyệt đối, và khách hàng người ta nhìn, người ta sẽ thấy được là chúng ta làm rất là chuẩn. Ok nhá.